ông nghĩ sao về việc là cái việc kỷ luật ngân sách ở trung ương và địa phương nữa? Hiện nay thì chúng ta phải nói là do chúng ta, cái tổ chức bộ máy nhà nước của chúng ta, và so cái hiện nay nó như thế, và do cái phân giao nhiệm vụ giữa trung ương và địa phương nó không rõ ràng, cho nên là tất cả các địa phương thì họ đều dựa vào một cái mục tiêu chung của chúng ta là phải làm cho đảm bảo đời sống của người dân, rồi nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái giáo dục, y tế, rồi giao thông công cộng, đứng về mặt cho cái địa phương đấy thì yêu cầu của họ là không sai. Nhưng đứng về mặt vĩ mô của cả nước thì nó lại không tạo ra cái giá trị gia tăng từ cái khoản đầu tư đấy, và chúng ta chỉ có vay nợ để đi làm và không có khả năng trả nợ. Vâng, rõ ràng là địa phương có nhu cầu điện đường trường trạm đầu tư là đúng, đúng không ạ? Tuy nhiên làm thế nào để chúng ta đầu tư cho hợp lý, cho hiệu quả, và ông có những cái bài học kinh nghiệm nào có thể chia sẻ được trong chương trình hôm nay không ạ? Ở đây thì chúng ta có thể nói một cái vấn đề như hiện nay chúng ta thấy là đã có một thời kỳ chúng ta thấy là tỉnh nào trong 28 tỉnh ven biển của chúng ta đều là mong muốn là có một cái cảng nước sâu. Thế thì cái việc mà mong muốn có một cái cảng nước sâu dựa vào cái lợi thế địa lý của khu vực đấy là hoàn toàn chính xác. Nhưng việc mà đầu tư vào đâu để đem lại lợi nhuận nhất cho đất nước thì đấy là bài toán. Bây giờ chúng ta quay trở lại khu vực phía Bắc. Chúng ta đã thấy chúng ta vay vốn ODA của Nhật Bản để đầu tư cảng Cái Lân với tàu 6 vạn tấn. Sau đó chúng ta lại vay vốn của Nhật Bản để đầu tư cái cầu Bãi Cháy. Cái cầu Bãi Cháy đấy lại do cái tĩnh không của cầu nó khống chế được cái lượng tải trọng của tàu đi vào cảng Cái Lân. Và nó làm cho cảng Cái Lân từ lúc đầu thiết kế là để phụ thuộc, để cho cái tàu mà Panamax, tức là tàu cỡ hơn 1.000 tiêu để đi vào được, thì chúng ta lại bị giảm tải vì chúng ta vướng cái cầu Bãi Cháy. Cho nên cuối cùng chúng ta lại phải vay vốn tiếp ODA của Nhật Bản để làm cái cụm cảng Lạch Huyện ở khu vực thành phố Hải Phòng. Và như vậy thì đến thời điểm hiện nay chúng ta thấy là khu vực cảng Cái Lân là chỉ sử dụng được khoảng 15-20% công suất thiết kế của cảng. Cũng giống như là khu vực cảng Cái Mép Thị Vải trong Bà Rịa Vũng Tàu, trong 5 năm trở lại đây thì mới chỉ khai thác được từ 13-17% công suất, và chính phủ đã phải có rất nhiều các cái biện pháp đặc thù để hỗ trợ cho cái sự tồn tại ở đấy. Và chính vì thế nó làm tăng cái giá cước vận tải, cái phí logistics của hàng Việt Nam đi ra quốc tế, và nó làm giảm cạnh tranh, cái tính cạnh tranh của hàng Việt Nam. Thì đấy chính là cái việc mà chúng ta phải rút kinh nghiệm. Thứ nhất là đầu tư thì tạo được giá trị gia tăng trong cái vòng đời xây lắp. Cái thứ hai là đầu tư ở một địa phương nào đấy thì đảm bảo cho địa phương đấy có một cái nguồn thu ổn định về ngân sách sau này. Nhưng đất nước, chính phủ thì phải gánh cái nợ công đấy. Rõ ràng với phân tích vừa rồi ta thấy được là bài toán nợ công, là bài toán đầu tư công là không hề dễ giải, đúng không ạ? Xin cảm ơn ông với những ý kiến của chương trình ngày hôm nay.